tiktok shop là gì và sự thật nó có phải là miền đất hứa dành cho các nhà kinh doanh những người bán hàng như những lời đồn thổi và nếu các bạn giờ này vẫn còn chưa biết tiktok shop là gì thì hãy xem ngay video này Chào các bạn, TikTok Shop là một tính năng của TikTok được ra mắt đầu tiên vào năm 2021 trên nền tảng của Tàu In. Chỉ sau một thời gian rất là ngắn thôi, TikTok Shop đã rất nhanh chóng khuấy động được cái thị trường nội địa chung và đem về cho những người bán và cả những cái thương hiệu uh, TikTok mẹ uh, với những cái sự uh, đột phá cũng như là doanh thu khổng lồ và... Họ đã trở thành một trong những cái nền tảng uh, bậc nhất của Trung Quốc hiện nay. Và tiếp nối sự thành công đó, TikTok nhanh chóng mở rộng thử nghiệm nhiều cái tính năng sang nhiều quốc gia khác. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, TikTok đã thử nghiệm TikTok Shop tại Indonesia. Và đây là một thị trường lớn nhất của Đông Nam Á là nơi để thử nghiệm trước khi triển khai các chiến dịch của toàn bộ cái chiến dịch này trên Đông Nam Á. TikTok Shop tại thị trường Mỹ được mở vào tháng 9 năm 2021 và TikTok Shop Việt Nam đã nhanh chóng đã được cập nhật vào ngày 29 tháng 4 vừa rồi năm 2022. Vâng và đây là một tính năng mà rất nhiều các anh chị em là TikToker, những người bán hàng, những người kinh doanh online đều rất mong chờ phải không các bạn? Và mình cũng giống như các bạn và cuối cùng TikTok Shop đã được mở trên Tiktok Việt Nam của chúng ta. Vâng thì uh, Tiktok Shop là một gian hàng uh, được tích hợp trên nền tảng Tiktok của chúng ta uh, giúp cho các doanh nghiệp, uh, những người bán hàng có thể uh, tối ưu cái cách thức tiếp cận với người dùng bởi vì đây là một cái nền tảng duy nhất hiện nay, một cái nền tảng mạng xã hội mà được tích hợp cái tính năng sàn thương mại điện tử vào. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Bạn có thể tưởng tượng rằng với một cái nền tảng chúng ta vừa giải trí, vừa xem những cái video mà giúp cho mình có thể thêm nhiều cái nội dung hữu ích cũng như là giá trị vừa bao gồm giải trí nữa mà vừa có thể mua hàng hoàn toàn dễ dàng và nhanh chóng chỉ với một app, một ứng dụng duy nhất đó và tất cả tích hợp trong một là tiktok vậy thì khi mà người xem có thể uh, dễ dàng họ giải trí và cũng có thể dễ dàng uh, mua hàng trực tiếp qua các cái đường link mà không cần phải thông qua một cái app hay là điều chuyển sang một cái app nào khác thì đây là một sự đột phá một cái sự cải tiến hết sức là tuyệt vời và hữu ích các sản phẩm của TikTok Shop có thể uh, được thông qua các video được gắn link qua các video có thể thông qua uh, live stream và gần đây cũng đã uh, thêm cái tính năng tìm kiếm mà mọi người có thể tìm kiếm cái sản phẩm và có thể tìm kiếm đến cái cửa hàng uh, đây là một cái tính năng rất tuyệt vời phải không các bạn và người mua quá có thể dễ dàng có thể kết nối với cái những nhà bán hàng như chúng ta và câu trả lời chắc chắn rồi Shop, shop chính là một miền đất hứa dành cho những người bán hàng những người kinh doanh hoặc những người mà mong muốn đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên trên internet, đặc biệt là với cái một mạng xã hội rất là đang đột phá tăng trưởng trong thời gian gần đây, TikTok. Vậy thì ngoài người bán, người dùng, uh, TikTok Shop còn là một thị trường màu mỡ cho các bạn trẻ những người đam mê kinh doanh có thể kiếm được thêm nhiều nguồn thu nhập ngoài giờ hay là uh, chúng ta gọi đây là tiếp thị liên kết hay là affiliate đấy các bạn nha và để trở thành một người bán hàng trên tiktok thì chúng ta phải đảm bảo các yếu tố đơn giản sau đây thứ nhất là bạn phải trên 18 tuổi và thứ hai kênh tiktok của các bạn phải đạt trên 1.000 follower à, tuy nhiên hiện nay thì nếu như các bạn có thể đăng ký Uh, được cái tài khoản tiktok uh, thông qua cái uh, link uh, tiktok seller đó chính là seller gạch ngang vn tiktok com mình để link ở dưới này và ngoài ra các bạn cũng có thể uh, tải cái app là tiktok seller ở trên CH uh, play hoặc là app store để chúng ta có thể tải về và cái cách thức để đăng ký cái một cái tài khoản tiktok này tương đối là đơn giản các bạn có thể uh, sử dụng căn cước công dân chứng minh thư Uh, hộ chiếu hoặc là giấy phép đăng ký kinh doanh để các bạn có thể xác thực và đăng ký cho mình một tài khoản tương đối là dễ dàng uh, và ở trong cái video tới đây mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn cách thức để đăng ký cái tài khoản tiktok shop thông qua trang web seller vn tiktok com và mình hướng dẫn cả cách để các bạn có thể đăng ký tài khoản trên app tiktok seller các bạn nhé vậy thì khi mà các bạn được duyệt có cái tài khoản tiktok shop rồi thì các bạn có thể không cần đạt đủ cái điều kiện là 1.000 follower đâu Các bạn khi mà có tài khoản TikTok rồi nhá Và các bạn có thể liên kết cái TikTok shop với cái TikTok của bạn Và hoàn toàn dễ dàng gắn sản phẩm, tạo sản phẩm Cũng như là thêm các sản phẩm tiếp thị liên kết affiliate vào Và hoàn toàn dễ dàng và đặc biệt là các bạn này, trước đây chúng ta cũng đạt được 1.000 follower thì chúng ta mới mở được tính năng livestream đúng không? Và điều tuyệt vời rằng khi đăng ký và được duyệt tài khoản TikTok Shop và được kết nối liên kết với tài khoản TikTok của chúng ta, các bạn cũng có thể là live stream, live stream các bạn nhé và rất tuyệt vời luôn. Và xin chúc mừng bạn, xin chúc mừng chúng ta đã được kết nối và được sử dụng cái tính năng rất ưu việt hiện nay. Đó chính là TikTok Shop và mình sẽ hẹn gặp lại với các bạn trong những video tiếp theo về chủ đề hướng dẫn các bạn cách để tạo TikTok Shop như thế nào. Rất đơn giản các bạn nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng. Và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.